anh có một phút để trình bày về tác phẩm của mình nhá. Với lại em có thể chia sẻ về cái ý nghĩa và cái thông điệp mà em muốn truyền tải qua tác phẩm này là gì chứ? Em hỏi xíu. Thế là con gì? Dạ thưa anh, đây là con Thiên Nga. Thiên Nga. Dạ vâng. Thiên Nga đang tiến về phía trước ạ. Vâng. Cái này muốn thể hiện cái gì qua cái việc mà đeo nó lên cho con chó này? Dạ. Dạ vâng. Đây là cái sự sáng tạo của chúng em, cũng giống như là một cái nguồn ánh sáng ấy ạ. Nguồn ánh sáng và nó thể hiện lên được cái nguồn năng lượng dồi dào mà chúng em muốn truyền đạt đến mọi người đấy ạ. Là sự nỗ lực, sự cố gắng, đoàn kết và phấn đấu ạ. Và như ở đây thì mọi người có thể thấy rằng là hoa quả thì nhờ sự khéo léo thì chúng em đã tạo ra rất nhiều những cái tác phẩm cũng như là sự tươi đẹp. Thì mọi người có thể thấy là quả dưa hấu này thì chúng em khắc chữ BG tượng trưng là như một ngôi nhà như một trung tâm để kết nối giấc mơ, kết nối những cái niềm mong muốn của chúng em giữa mọi người. Thì ở đây thì rực rỡ nhất thì mọi người có thể thấy là chú cún này thì là nó tượng trưng cho cái sự năng động cũng như là cái sự nhiệt huyết của các thầy các cô ấy mà đã vun đắp cũng như là dìu dắt chúng em để thực hiện được cái giấc mơ, cái mong muốn của mình. Và thông qua cái mâm ngũ quả này thì chi đội chúng em muốn gửi tới toàn thể mọi người là cần có một sự đoàn kết, một tinh thần yêu thương và sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Và mâm ngũ quả này của chúng em thì được mang tên là chắp cánh ước mơ đấy. Vâng, thì lời cuối cùng thì thay mặt cho chi đội em xin gửi tới toàn thể các thầy các cô trong ban lãnh đạo và toàn thể mọi người các bạn là có một sức khỏe thật là tốt và có được thành công đi theo cái ước mơ của mình. Vâng, em xin cảm ơn ạ.